Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Ford Territory nhé. Chiếc xe nằm trong phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C của nhà Ford. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp những ngày giữa tháng 10 của năm 2024 rồi, khi mà cái chính sách giá bán của đại lý bên em đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt cũng như tặng anh em rất nhiều phần quà vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm giữa tháng 10 này, em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán về giá giảm, về tổng lăn bánh cũng như là về cái mức tặng phụ kiện ở thời điểm này, để cho anh em nào mà đang quan tâm cũng như là có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe Ford Territory này sẽ có thể nắm được. Với Ford Territory thì sẽ được bán ra thị trường là 4 phiên bản, bao gồm phiên bản Territory Gen, Territory Titanium, phiên bản Sport và phiên bản Titanium X anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Territory Gen. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 799 triệu. Hiện tại chính sách giá bán đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt. Mức ưu đãi ở thời điểm này khi anh em nhận cái chính sách ưu đãi kép thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến hơn 100 triệu anh em nhé. Tiết kiệm hơn 100 triệu. Đây là cái mức giá của đại lý và mức giá giảm 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Chứ không phải là tất cả cái giá giảm của đại lý bên em đâu. Anh em phải nghe rõ để hiểu anh em nhé. Giá xe còn lại khi mà nhận ưu đãi kép thì giá xe đâu đó chỉ có vào khoảng 691 triệu thôi anh em ạ. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều phần quà vô cùng đặc biệt để gửi tặng anh em ở thời điểm này anh em nhé. Với cái mức giá mà 691 triệu thì thực sự là nó đang rẻ hơn với những cái chiếc xe ở cái phân khúc cỡ B như là chiếc xe tốt hay là với chiếc xe Hyundai Creta thôi. Nên là anh em cũng có thể là hoàn toàn có thể là cân nhắc và tham khảo. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì cứ book máy lên và gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ thôi anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 809 triệu, trả góp thì đang là 182 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 801 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 783 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Đó, đây là cái mức lăn bánh của dòng xe Ford Territory phiên bản Gen này. Với cái phiên bản này thì vẫn còn rất nhiều phần quà để gửi tặng anh em. Chi tiết thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em là hỗ trợ một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Territory Titanium. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 889 triệu. Với cái chính sách giá bán thì vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt. Mức ưu đãi kép ở thời điểm này anh em sẽ tiết kiệm lên đến hơn 110 triệu anh em ạ. Về giá giảm thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em là báo cái giá giảm cụ thể nhé. Vì là bên em đang bán dưới chính sách cho phép. Nếu anh em thiện chí thì hãy gọi, còn đâu không có thể là bỏ qua giúp em. Nếu mà chưa thiện chí thì anh em cứ vui lòng xem và tham khảo thôi. Vì là thực sự là cái chính sách về marketing ở thời điểm này cũng tương đối là khắt khe. Vì bên em đang hỗ trợ khách hàng hết mình, nhưng cũng mong nhận lại cái sự thiện chí của anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng vô cùng đặc biệt ở thời điểm giữa tháng 10 này thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 899 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 890 triệu, trả góp thì đang là 191 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 872 triệu, trả góp thì đang là 173 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cái phiên bản Titanium và phiên bản này cũng đang rất nhiều anh em đang quan tâm và lựa chọn và tìm hiểu. Nếu anh em nào mà đang nuôi đam mê thì cứ xem để tham khảo thôi. Còn đâu anh em quyết định cái thời gian nào mua cố định rồi thì hoàn toàn có thể là gọi điện để em gửi cái bảng tính lăn bánh thì anh em cũng dễ đưa ra cái quyết định là mua xe hay không thôi, đúng không ạ? Ok, và tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Territory, bản Sport nhé.
Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 909 triệu. Cái chính sách giá bán ở cái thời điểm giữa tháng 10 này thì vẫn có cái mức ưu đãi cũng vô cùng đặc biệt để gửi tặng anh em. Nếu mà cái mức ưu đãi kép, anh em cũng sẽ tiết kiệm lên đến gần 120 triệu được trừ trực tiếp vào giá xe khi mà nhận cái mức giảm giá về tiền mặt của đại lý bên em và cái mức giảm 50% lệ phí trước bạ nhé. Đấy, anh em sẽ tiết kiệm lên đến gần 120 triệu. Với cái mức giá này thì sẽ có cái tổng lăn bánh sẽ là như sau. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 916 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 911 triệu, trả góp thì đang là 195 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 893 triệu, trả góp thì đang là 177 triệu. Đó, đây là cái mức lăn bánh em đang tạm tính là chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói đâu. Ví dụ là như là tiền thuế, mới chỉ có cái chi phí cứng thôi, còn cái phí dịch vụ thì chưa có. Nếu anh em nào mà quan tâm cần biết chi tiết về lăn bánh thì cứ gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ thôi anh em nhé. Và cuối cùng là cái phiên bản Territory Titanium X, bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 929 triệu. Hiện tại thì mức ưu đãi cũng sẽ là lên đến hơn 120 triệu anh em nhé, với cái mức ưu đãi kép từ bên phía đại lý và bên phía giảm 50% lệ phí trước bạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện và quà tặng bảo hiểm nữa thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 937 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 932 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 914 triệu, trả góp thì đang là 181 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật cái giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Ford Territory ở cái thời điểm dịp giữa tháng 10 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em nhé, để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất, tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Em xin phép được dừng video tại đây ạ.